Em chào các bác nhé. Ngày hôm nay thì Vanoka bếp đẹp phòng tắm sang xin giới thiệu đến các bác mẫu chậu rửa bát hai hố đúc của thương hiệu Desin, thương hiệu chính danh của Hàn Quốc. Model của chúng ta là SQS 8246, tức là chậu này có kích thước chiều ngang là 82 cm và chiều rộng là 46 cm các bác nhé. Thương hiệu Desin, nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc. Sau đây em sẽ khui hộp để cho các bác cùng chiêm ngưỡng chiếc chậu đúc hai hố thương hiệu Desin. Chậu khui ra các bác có thể thấy luôn, được đóng gói rất là cẩn thận. Đây là tấm dưỡng để dùng để cắt đá các bác nhé. Mình sẽ đặt tấm dưỡng này lên trên bàn đá và sẽ cắt theo cái kích thước này. Rất là tiện cho các bác khi thi công lắp đặt. Bác có thể thấy chậu được đóng gói rất là cẩn thận. Bốn góc đều có ke rất là chắc chắn. Có cả xốp đi kèm. Đảm bảo là khi mà chúng ta vận chuyển gửi hàng đi toàn quốc yên tâm. Bao gói chắc chắn, cẩn thận. Bốn góc ạ. Như vậy là em đã khui cái vỏ hộp mà lấy ra cái sản phẩm cho các anh chị xem thực tế. Đi kèm với chậu rửa bát Desin 8246 thì sẽ có thêm một cái rổ bằng inox để đựng đặt ở trên chậu. Giúp cho chúng ta trong cái quá trình mà rửa bát đĩa có thể xếp lên đây hoặc là rau củ quả chúng ta có thể xếp lên để cho nó dốc xuống cái chậu rửa bát của mình. Rất là tiện đúng không các bác? Và một bộ siphon hai hố. Chậu của chúng ta là chậu hai hố các bác nhé. Chậu hai hố cân. Chậu hai hố cân. 8246. Và đây là một bộ siphon. Bộ siphon Hàn Quốc thì em đã có giới thiệu ở các cái video trước về chậu rửa bát Hàn Quốc rồi. Thì nó tương đồng như nhau thôi ạ. Nó chỉ khác nhau về kích thước thôi ạ. Kèm theo là một hướng dẫn một cái tờ phiếu bảo hành. Có các cái thông tin về hướng dẫn đấy. Desin. Ở trên sản phẩm thì sẽ có hai cái lỗ đã được khoan trước, một cái lỗ dùng để bắt vòi và một lỗ để bắt bình xịt xà bông hoặc là chúng ta có thể sử dụng để lắp vòi cho máy rửa bát, máy lọc nước. Ở đây chúng ta sẽ có hai lỗ thoát tràn. Hai lỗ thoát tràn. Có logo của thương hiệu Desin Made in Korea, có tem bảo hành sản phẩm, tem bảo hành điện tử nữa. Và ở dưới đây thì có một cái tem thông số của sản phẩm, các cái tiêu chuẩn của sản phẩm bằng tiếng Anh. Chậu được làm bằng inox 304 cao cấp. Xung quanh thì có được bọc các lớp chống ồn, được bọc lớp chống ồn rất là dày dặn. Và cái lớp này thì nó cũng giúp cho cái việc mà trong trời nồm ẩm ở khí hậu của Việt Nam mình, nếu như mà trong cái phần hộc chậu bếp mà được thiết kế kín, không có khe hở để nó lưu thông không khí thì nó sẽ giúp cho tránh cái việc mà tụ nước nó sẽ gây nhỏ xuống dưới sàn trong tủ bếp nhà mình. Thanh chậu dày 3 ly. Rất là chắc chắn nhé. Độ hoàn thiện rất là tinh tế. Rất cao cấp các bạn. Rất tinh tế, rất cao cấp. Ở đây thì em đang quay tại kho. Kho nhỏ để chuyên trung chuyển đồ, chuyên trung chuyển hàng. Thế nên là không có cái chỗ để có thể lắp lên cho anh chị nhìn thấy được cái tổng thể. Về cơ bản thì chúng ta sẽ hình dung như vậy. Em dựng ngược lên để các bác có thể hình dung được kỹ
kỹ hơn sản phẩm. Chậu rửa bát Desin model SQS 8246 được Vanoka phân phối trên toàn quốc, giao hàng tại nhà. Các bác có nhu cầu mua chậu rửa bát Hàn Quốc, chậu rửa bát Sovisung, chậu rửa bát Desin, Ecofire, vui lòng liên hệ hotline 0989 891 118 hoặc truy cập website senvoihanquoc.com.vn hoặc vanoka.vn để tham khảo thêm tất cả các sản phẩm liên quan đến thiết bị nhà bếp. Cảm ơn các bác đã xem video giới thiệu mẫu chậu rửa bát thương hiệu Desin Made in Korea của Vanoka Bếp Đẹp Phòng Tắm Sang.